Lại Minh Trung chào mọi người nhé. Mọi người hãy tiếp tục ra cánh cửa biển. Chở con không? Có. À, thế, thế để gọi luôn cho chị đi chiều tối chị cầm. Ừ. Có, em lấy lại ngon nhé. Đây. Em lấy lại ngon nhé. Vâng. Ok ok. Đây, đây, em gửi. Rồi rồi. Ừ. Ờ, à, con. Con nhà anh nhỉ? Ngon nhỉ? Vừa ấy cứ tưởng là nó là con Khoa gì đâu xa tưởng con Khoa. Không, đây, không, bạn này con nhà ai? Bố mẹ đâu? Thôi,
Hiếu ở nhà không ạ? Hiếu ơi, có, Hiếu vừa đi học về sao không? Đấy, nó xuống tìm bạn Hiếu. Hiếu ơi! Đi em bỏ ở đây, nhà ở đây. À, quên cặp. Quên cặp trên xe. Có cái gì đấy? Hả? À, bạn nói gì? Ôi dồi ôi, chịu anh Hiếu đi cưới xe gì. Ừ, bà con. Không có nhà anh ăn nhỉ? Ừ. Anh em mình toàn đi Tây về đã biết được. Có nhà ai? Nhà tao đúng nhỏ. Anh cũng chịu. Chị ông kia bị đi học quên cả trên xe. Chịu. Muốn chơi cắt. Mình ơi, Hùng vừa ấy chuyển 150 đấy. Ừ. Với lại là cái gì nhỉ? Với lại nó bảo là chị bán 10 đôi tất của nó, cái này 10 đôi tất trẻ con. Loại tốt nhất. Ừ. Tí rồi không sao, cái ở dưới. Ở đây là ngon chán. Nhìn vẫn còn đẹp đó.